Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với Việt Nam Sport. Nhìn cảnh dòng người rồng rắn xếp hàng từ đêm hôm trước để có suất mua vé xem U23 Việt Nam thi đấu trên đất Phú Thọ mới thấy tình yêu của người hâm mộ dành cho thầy trò Park Hang-seo nhiều như thế nào. Nhưng tình cảm này cũng song hành với áp lực, đặc biệt là khi chúng ta đang là những nhà đương kim vô địch môn bóng đá nam tại đại hội khu vực. Và hành trình bảo vệ ngôi vương của Hùng Dũng cùng các đồng đội trẻ chắc chắn sẽ không dễ dàng một chút nào. Bài học đắt giá ở AFF Cup 2020 vẫn còn nóng hổi. Ở giải đấu đó, tuyển Việt Nam cũng có vị thế đương kim vô địch, đồng thời còn là đội duy nhất tại khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Thầy Park mang đến Singapore rất nhiều hảo thủ trong đội hình đã chơi tấn công đầy mạnh mẽ. Chúng ta nắm quyền chủ động trong phần lớn các trận đấu, nhưng rốt cuộc thành tích thì lại không như ý khi để thua Thái Lan ở vòng bán kết. Thế nên dù có lợi thế sân nhà, khán giả nhà, chẳng có gì đảm bảo U23 Việt Nam sẽ đạt được mục tiêu của mình ở SEA Games 31. Chính cách chuẩn bị của thầy trò ông Park cho người hâm mộ cảm giác bất an. Chỉ vỏn vẹn 2 ngày trước khi bước vào trận đấu đầu tiên gặp Indonesia, chiến lược gia người Hàn Quốc mới công bố chính thức đội hình 21 cầu thủ tham dự giải đấu. Đây có thể là đòn tâm lý của thầy Park để khiến đối phương tù mù thông tin về chúng ta. Nhưng theo nhiều chuyên gia, điều này chỉ cho thấy sự bối rối trong việc lựa chọn nhân sự. Suốt thời gian chuẩn bị vừa qua, thầy Park cùng ban huấn luyện đã nâng lên đặt xuống rất nhiều vị trí, qua đó tạo ra cảnh tượng vô cùng nhộn nhịp ở trại tập trung khi người đến, kẻ đi tấp nập. Nhưng rốt cuộc danh sách 21 người công bố thì cũng lại toàn những gương mặt cũ. Với đội hình chính cũng có thể kể chắc chắn 8 cái tên vào lúc này. Đó là thủ môn Văn Toàn, trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, Mạnh Dũng, hậu vệ Văn Xuân cùng ba đàn anh quá tuổi là Hoàng Đức, Tiến Linh và đội trưởng Hùng Dũng. Trước đó ông Park cũng từng phải đối mặt với nhiều chỉ trích khi phát biểu rằng VFF nên can thiệp vào vụ chuyển nhượng sang nước ngoài thi đấu của Quang Hải. Động thái cho thấy ý muốn triệu tập Quang Hải cho một trong ba cầu thủ trên 23 tuổi đá SEA Games. Thầy Park là một chiến lược gia tài năng, đó là thực tế không thể phủ nhận với những gì mà ông đã làm được cho bóng đá Việt Nam. Nhưng ở chiều ngược lại, cũng phải thừa nhận huấn luyện viên này may mắn khi nhậm chức đúng vào lúc thế hệ 1995-1997 tài năng bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam bước vào đội 9 để trở thành nòng cốt trong mọi chiến tích mà ông Park cùng các cấp độ đội tuyển đạt được từ năm 2018 đến nay. Đó là điều mà thầy Park không được hưởng với lứa này. U23 Việt Nam hiện nay là một tập thể hoàn toàn mới mẻ, với phần lớn những cái tên còn xa lạ với người hâm mộ. Dù màn chào sân tại giải U23 Đông Nam Á hồi đầu năm cho thấy đây vẫn là một lứa cầu thủ không tồi, nhưng thật khó để có thể so sánh lứa hiện tại với lứa Quang Hải đã lần đầu tiên giúp Việt Nam vô địch SEA Games hồi năm 2019. Nhưng hai lượt trận giao hữu với U20 Hàn Quốc vừa qua, màn trình diễn của U23 Việt Nam vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Đánh rằng các cầu thủ mới chỉ tập trung được hơn 2 tuần, nhưng điều đáng lo là phần lớn thiếu sót mà U23 Việt Nam bộc lộ cũng chính là những vấn đề mà các đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo thường xuyên phạm phải trong 2 năm trở lại đây. Đó là khả năng kiểm soát bóng kém, mảng miếng tấn công đơn điệu chỉ dựa phần lớn vào phẩm chất cá nhân của các ngôi sao cũng như nhịp độ chơi bóng rất chậm và ít áp lực. Lứa hiện tại thiếu hẳn những gương mặt nổi bật có khả năng cầm nhịp cũng như ghi bàn, và đó là lý do thầy Park phải cho gọi ba ngôi sao thượng hạng của đội tuyển Việt Nam là Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh. Sẽ hơi ngược một chút khi U23 Việt Nam sẽ phải xây dựng lối chơi xung quanh hạt nhân toàn là những cầu thủ quá tuổi, nhưng vì thành tích chung thì đây là điều không thể khác. Khó khăn chủ quan là vậy, còn khách quan thì cũng rất nhiều. Những đối thủ của chúng ta thể hiện quyết tâm cao độ khiến đội chủ nhà có một giải đấu sóng gió. Nổi bật trong số này đương nhiên là U23 Thái Lan. Việc đội tuyển Thái Lan kéo siêu sao Chanathip về dự AFF Cup 2020 đã cho thấy tham vọng muốn lật đổ vị thế thống trị bóng đá Đông Nam Á của Việt Nam. Và quả thực là Chanathip đã chơi xuất sắc giúp Thái Lan đánh bại Việt Nam ở bán kết và sau đó là vô địch. Tiếp đà hưng phấn, huấn luyện viên Polking cũng mang một lực lượng rất mạnh tới SEA Games lần này. Trong 3 nhân tố trên 23 tuổi, cái tên đáng chú ý nhất là thủ môn kỳ cựu sinh năm 1990 Kawin. Nếu coi thủ môn là một nửa đội bóng thì phải nói tính toán của ông Polking là hết sức khôn ngoan. Cộng với đó, ông chọn hai vị trí còn lại là hai tiền vệ đẳng cấp Wirathep và Wirachit, những người sẽ tạo thành bức tường thành phòng ngự từ xa, đồng thời là ngòi nổ cho mọi hướng tấn công của đoàn voi chiến trẻ. Ông Polking cũng gọi về ba cầu thủ trẻ đang thi đấu ở nước ngoài, gồm có Khemdi đang thi đấu cho OB Odense của Đan Mạch, Davis đang thi đấu cho Oxford United của Anh và Chaya Piat đang thi đấu cho Estoril Praia của Bồ Đào Nha. Những nhân tố này sẽ giúp U23 Thái Lan củng cố hàng thủ, tăng khả năng không chiến, tận dụng cơ hội từ các tình huống cố định, tạo sự đột biến từ những người đang thi đấu bóng đá đỉnh cao ở châu Âu. Thái Lan vốn là đội có truyền thống với 25 lần lọt vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games, trong đó giành 16 tấm huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 5 huy chương đồng. Tự thân những con số đó đã nói lên nhiều điều và U23 Thái Lan chắc chắn vẫn sẽ là rào cản lớn nhất trong hành trình đi tới chức vô địch của những chiến binh sao vàng. Thái Lan đã chơi lớn, Indonesia cũng không kém phần. U23 Indonesia sử dụng 3 nhân tố trên 23 tuổi gồm Klok, tiền vệ từng thi đấu nhiều nơi ở châu Âu, vừa kịp nhập tịch Indonesia. Bên cạnh đó là hai tên tuổi quen biết Ricky và Frank Rudrin, các nhà Á quân AFF Cup vừa qua. Ông Shin Tae-yong cũng cho gọi các nhân tố trẻ đang thi đấu ở nước ngoài như Egi từ Slovakia, Bagot từ Anh. Ngoài ra còn có Asnawi, Sadi và Witan là những người đang thi đấu cho các đội bóng trong khu vực. U23 Indonesia cũng là đối thủ đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo tại SEA Games 31. Người xưa vẫn nói, đầu xuôi thì đuôi lọt. Vậy nên kết quả trận mở màn với đối thủ xứ vạn đảo sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới toàn bộ giải đấu của U23 Việt Nam.
thầy Park phải tính hết mọi nước đi cho cả SEA Games trong 90 phút tái đấu với người đồng hương Shin Tae-yong. Thế nên phải bung hết sức mạnh để chiến thắng trước Indo và sớm giành vé vào bán kết, hay cầm chừng, giấu bài cho chặng đường xa là điều cần cân nhắc rất nhiều. Ngay cả SEA Games 30, U22 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo cũng suýt toang và mất vé vào bán kết nếu như không kịp gỡ hòa trước Thái Lan ở trận cuối cùng vòng bảng, là minh chứng rõ nhất cho sự khó lường trong bóng đá. Ngoài ra, chúng ta cũng không thể đánh giá thấp U23 Myanmar. Đội bóng này hứa hẹn mang đến thử thách lớn cho U23 Việt Nam cũng như các đối thủ tại bảng A khi âm thầm chuẩn bị cho SEA Games 31 với đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia cũng như đang thi đấu ở nước ngoài. U23 Myanmar đã cho thấy tham vọng đạt thành tích cao tại SEA Games 31 khi đến Việt Nam từ ngày 1 tháng 5, sớm nhất trong số các đội bóng ở bảng A. Ngay sau đó, đội đã lên Phú Thọ và tiến hành tập kín. Trước đó, U23 Myanmar đã tập huấn tại UAE với đội hình sơ bộ có 29 cầu thủ. Theo tiết lộ từ Liên đoàn bóng đá Myanmar, đội hình U23 Myanmar cũng có 7 cầu thủ đang khoác áo tuyển quốc gia. Ngoài ra, huấn luyện viên Veliza Popov cho biết sẽ tận dụng tối đa hạn ngạch sử dụng 3 cầu thủ trên 23 tuổi để củng cố sức mạnh. Ông Popov muốn giữ bí mật đội hình đến phút chót, vì thế dự kiến đến ngày 5 tháng 5, ông mới công bố danh sách chính thức 20 cầu thủ dự SEA Games. Với một đối thủ nguy hiểm và bí ẩn như thế này, không dễ cho U23 Việt Nam, kể cả khi có khởi đầu thuận lợi trước Indo. Nhưng dẫu sao, luôn giữ sự tập trung cao độ và không để cái đầu cùng đôi chân bay trên mây cũng là điều nên làm. Xin chúc U23 Việt Nam ra quân thành công trên đất Phú Thọ để có một kỳ SEA Games đáng nhớ nhất lịch sử. Sự lựa chọn tuyến linh cho hàng tấn công của U23 Việt Nam tại kỳ SEA Games 30 cũng là một trong những quyết định mang tính chất then chốt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Và trước đó, những huấn luyện viên người Hàn Quốc đã dành cho Tiến Linh những trận đấu, những phút thi đấu trong áo của đội tuyển quốc gia. Và đá phạt của Hoài Đức. Trời ơi, không vào. 3-0 rồi. 3-0, và đó là Đoàn Văn Hậu. Cú đúp của số 5 bên phía U23 Việt Nam. Quá tuyệt vời. Và lại là một tình huống cố định mang lại sự khác biệt cho đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Đến bây giờ với cách biệt 3 bàn thì chúng ta đang phải nói tiến rất gần đến với tấm huy chương vàng lịch sử ở đấu trường SEA Games. Và đá phạt rất khó chịu của Hoàng Đức. Thủ môn Nadio đã tư thế rất bị động ở pha cản phá vừa qua. Văn Hậu đã có mặt rất kịp thời ở góc xa khung thành và đã chuyển hóa cơ hội rất tốt này thành bàn thắng thứ hai cho mình trong trận đấu, và là bàn thắng thứ ba trong trận chung kết dành cho U22 Việt Nam.